Thì chị mới nói là chị ra em chị học đi Thì em sẽ dạy cho chị không có lấy tiền Thì ngày xưa chị dạy cho người ta chị lấy tới 100 triệu lần Thì bà nói là bà mở quán thì cho bà để xua cao quán Hà Nội được không Thì em nói à, thì được Thì lúc đó thì mình nghĩ là bà học về thì chị lấy nước sốt của mình để chị bán Nhưng đến khi chị nhìn vô cái dĩa thôi ăn mà bà khi bà đưa lên cho khách ăn á Là chị biết không phải sốt của chị Chào mừng chị Trúc đã đến với chuỗi podcast Dám Nghĩ Dám Làm Nơi mà những người khởi nghiệp hay những người có suy nghĩ táo bạo và dám làm những cái suy nghĩ của mình sẽ ngồi và chia sẻ với các bạn khán thính giả Chị là Trúc, là chủ của Suka quán đồ thái tại Vũng Tàu 337, phường 8 thành phố Vũng Tàu Là gần đây thì những cái video mà em thấy và mọi người thấy về những cái món ăn quán chị nổi lên cùng với những cái thử thách Thử thách ăn thì chỉ có cho đó là một cái trend và mình đang theo xu hướng để mà mình bia không? Uh, lúc đầu là chị không bao giờ nghĩ đó là cái trend để chị bia nhưng mà cái bản chất con người chị chị cảm giác chị rất là tò mò em cái là chị cảm thấy mà uh, giống như kiểu mà chị nhìn thấy người ta ăn nhiều như vậy mà mình không biết nó là cái ăn thật sự hay là do những cái clip họ cắt cái ghép hiểu ừ. không nên chị muốn muốn làm một cái đó chỉ là gọi là muốn thử thách bé mai thứ nhất là để cho bé mai nó xuống để nó mình có thật sự mình nhìn chính cái bản thân của mình nhìn được làm mai nó ăn thật sự hay không và thứ hai nữa trong cái clip đó chị cũng cố tình là chị mời bé mai nhưng chị có quay từng món ừ. cái đó coi như mình làm trên một cái ngành kinh doanh của mình gần như nó là cái marketing đó em có ừ. nghĩa là mình muốn quảng cáo cho cái món ăn của mình thì thay vì thì mình 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 quay những cái clip quảng cáo kêu rất nó nhàm thì mình làm như vậy trong cái clip chị chỉ chị, chị kêu gọi bé Mai xuống là chị muốn làm một cái thử thách này cho bé Mai thì nó có gồm món gì món gì thì những cái giai đoạn món đó món đó là chị đang chỉ là chị ừ. còn bán cái món đó món đó ừ. hiểu không chị chỉ nghĩ vậy thôi chị chị không có đua theo cái trend mà để cho mình mình được được nổi theo cái đó thì chị ừ. không nghĩ đến ừ. trước khi bé Mai xuống thì có con bé nó đi nó đăng ký thì nó nói là nó ở Bình Dương nó muốn xuống ăn thử thách thì thử thách nó sẽ như thế nào thế nào thì chị mới nói là ờ, là cái combo đó ở quán chị bán là 990 trăm chín mà cái 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 cái, giá nếu mà em ăn trong vòng hết một tiếng đồng hồ thì em sẽ được nhận 5 triệu còn nếu em ăn không hết thì em sẽ trả cho quán một, một triệu đó thì khi mà nó xuống nó ăn thì trước khi lúc nó xuống nó nói dạ chị mới hỏi nó ở đâu thì nó nói là dạ em ở bình dương thì chị mới nói ờ, khi nào em xuống thì em nhắn tin cho chị biết thì tại vì khi nhắn tin xuống cho chị biết một ngày Thì mình muốn trong một ngày đó mình cũng mong là bé đó nó ăn thắng Đây mình có cái clip mà đính chính Tại vì lần đầu tiên mình bị chửi quá mà em chửi Mà chị không dám cầm cái điện thoại ba ngày luôn á ừ. Trợ lý chị nó không cho chị cầm luôn Nói chung là chửi ghê lắm luôn Thì tự nhiên trước lúc nó đi xuống thì nó mới gửi cho chị một cái loạt hình Hồi đó nó nằm bệnh viện, nó bị tai nạn như thế nào ừ. Và bây giờ nó đang rất là khổ Nó phải làm, nó nuôi con nó Thì tầm lum tầm lan hết đủ thứ các kiểu luôn thì chị mới nói là à, chắc có lẽ con bé này nó khổ quá nó muốn xuống ăn thử thách để nó kiếm tiền. nó kiếm tiền thì mình nghĩ là thôi để mình có gì mình xuống mình cũng tạo điều kiện cho nó ăn thắng thì lúc mà làm clip lên thì chị mới kêu là nhân viên nhà chị là trộn đồ ăn cho thật là ít cho nó để cho nó thắng thì khi là chị mới hỏi nó là từ đó giờ em em ăn thử thách em đã ăn ở đâu chưa thì nó mới nói là nó ăn ở bún sứa chị mến rồi thử thách là chị mến thì mình nghĩ à chắc có lẽ là bé này nó cũng ăn được nhiều thì đã đã ăn thử thách thôi chị mến thì mình nghĩ là chắc có lẽ là nhiều thì bắt đầu khi mà chị hỏi nó thì nó ăn chắc chắn bao nhiêu phần trăm thắng nó nói là chắc chắn là nó thắng thì mình cũng đầy hy vọng mà nha mình chuẩn bị mình mình lấy lại được những cái gì mà mình bị chùa hiếu em hiểu không cho mọi người biết là cũng có người ăn thắng cái khi, khi mà nó xuống nó ăn nó ăn một món đầu tiên thì chị nhìn vô chị nói đi chết về sao thắng của gì vậy trời sao nó ăn cái gì vậy ta nó ngồi ta tụi nó nhai sân gươm mới hiểu không thì xong mà chị mới nói với nó bây giờ nếu mà tại vì theo là chị đã hứa với em thì nếu mà em ăn thua thì chị vẫn phải cho em hai triệu tức là cái tiền này chị cho em đem đi về nhưng mà em em đừng phải làm những cái điều này nữa mình có sao thì mình cứ nói vậy đi chứ mình đừng có làm những cái lợi dụng với cái lòng thương của người ta mà mình làm như người ta cảm thấy người ta bị lừa dối người ta rất là bực thì chị cũng nói với bé thì chị cũng có cho nó hai triệu Xong bắt đầu cái thằng trợ lý chị nó đang ngồi quay nó tức luôn à Nghĩ là bị gạt nó ghét nó tức luôn Nó Nó gặp chị gặp em em không cho luôn Em lấy tiền luôn chứ đỡ em cho Cái chị nó hơi kệ đi Không sao lỡ theo như lời mình hứa là mình phải giữ lời Thì vậy xong ấy nó về nó xin chị là đừng có đăng nó lên Nó còn công ăn việc làm thế này thế kia Chị nói không Cái này chị phải đăng Chị đăng nhưng chị sẽ che mặt em lại Chị đăng để chị nói để chị cảnh tỉnh những cái người mà Muốn mà làm những cái điều đó với chị là họ đừng bao giờ đi chị nữa chị sẽ không bao giờ có một người thứ hai như thế này nữa ngày xưa chị làm một người làm tóc 16 tuổi chị đã mở tiệm tóc rồi thì chị làm cũng nổi tiếng ở Long Hải lắm ừ. thì đến khi làm tóc rồi làm một thời gian sau chị chuyển qua chị làm phun xăm thì đến khi chị đi Thái bắt đầu mà cái thời điểm mà chị đi Thái Lan chị phẫu thuật chuyển giới á thì cái chị chị qua bên nói chị ăn ở ngoài lề đường nhiều quá rồi bắt đầu sau này cái mình có cái tiệm tóc á, tiệm phun xăm làm đẹp mà thì người ta hỏi ờ, chị chút ngực chị làm đâu mà đẹp vậy hay là chị sửa cái này đâu thì mình biết cái gì là cái giá tiền bên Thái Lan nó như thế nào thì mình lãnh ví dụ như bên Thái Lan là làm được 2 ngàn đi Thì chị sẽ lãnh là làm 3 ngàn rưỡi Thì chị lo với mấy bay ăn uống cho người ta Chị dắt ta đi qua đó làm Thì cái qua đó là mình phải ăn ở ngoài Thì đi ăn ngoài đi Thấy người ta nấu đồ ăn vậy cái mình ha, uh, Bây giờ mình đem về Việt Nam Mình bán cái son tầm Người ta là cái đu đủ đâm mấy em ừ. Là cái cái chân gà Chân gà ngày xưa chị bán là chân gà sáu thái Thì chị làm hai cái món đó chị bán mà hồi đó làm là bán thử Bán chơi bán online nhà thôi Chị nhớ còn lấy cái lao thao inox Để đồ vô đâm đó Chứ không có một cái cối luôn thì bán online thì thấy nó cũng được ok nhưng mà nó cực quá sao mỗi lần bán là giống như là bài như cái đám dỗ vậy ừ. rồi không làm nữa cái một thời gian sau cái vô tình thì ngày xưa có cái con em chị nó cũng là người trong cộng đồng LGBT mà em thích nghĩa thôi cái nó thiếu nợ nhiều quá nó bị trốn nợ nó đi thì chị mới thấy nó trốn tội nghiệp quá Chị mới nói là bây giờ thôi mày nợ ai bao nhiêu á Mày nói với chị đi Mày đi ghi số điện thoại đó hết thì Chị gọi điện chị xin người ta cho mày về mày làm ăn lại Thì mày ở nhà chị mày làm đi Tại nó biết làm trang điểm đẹp lắm Mày ở nhà chị mày làm trang điểm Thì cơm nước tao lo hết Với điều kiện mày làm trang điểm tiền tao cho mày lấy Thợ của mình mình thuê mình trả tiền Nhưng mà thợ phụ làm tóc Nhưng trang điểm chị vẫn cho nó lấy hết một ngày mày làm bao nhiêu cái mặt tao ghi vô cuốn sổ hết ừ. thì tao chi ra hết một tháng đó tao quy ra bao nhiêu tiền tiền với điều kiện mày không được giữ tao giữ là cuối tháng tao gom vô bao nhiêu tiền tao sẽ xin người này tao trả cho người này một chút người kia một chút người nọ chút ừ. cái này là trả nợ cho mày chứ không phải cho tao ừ. mày đồng ý thì tao cho mày về nhà tao ở ừ. rồi tao điện thoại tao xin hết mà nhiều lúc mình suy nghĩ ủa tại sao mình làm được điều đó trời chưa chắc chị em ruột trong gia đình mà làm chị đi gọi điện chị xin từ người từ người từng người, từ người hết cho nó luôn em thì lúc đầu người ta dí nó ghê lắm nhưng mà khi mà chị nói là vậy thì người ta đồng ý thì nó nó làm cho chị xong cái chị thấy nó làm là chiều hết giờ rồi thôi làm gì thôi đi bé ba mày ra mày mở cái xe gỏi mày bán gỏi đủ đâm đi thôi tôi chỉ cho ừ. thì cái chị mở cho nó cái xe gỏi bán đâm nó ở vỉa hè mà lúc đó là chị lại đi cho nó mượn tiền dắt nó đi mua từng cái xe mà cái mà chỗ mới bán cái hàng thanh lý mấy cái xe này kia cái nọ để về cho nó bán trời bán đông lắm luôn ship hàng xếp lớp luôn mình cũng mừng cho nó lắm nha tất cả vốn liếng mình bỏ ra cho nó bán rồi cái gì mình cũng bỏ ra thì nó bán một thời gian cái bắt đầu cái chị mới mỗi lần mà chị kêu nó đưa tiền cho chị để chị trả tiền hàng thì nó cứ cập cằn với mình hiểu không xong cái đến bữa đó nó bán 3 ngày nó chưa đưa tiền chị thì chị mới nói Ủa bé ba sao mày không đưa tiền cho chị để chị trả tiền hàng cho anh ta à, đấy à, chị làm gì thế ghê vậy à, Bộ ai giật ai trốn đâu à? Ủa, Trời đất ông nội ơi Em nghĩ đi có nghĩa là tự nhiên mình nghĩ Ủa, tự nhiên sao mình tự nhiên mình bị vậy trời ừ. mà mắc gì mình phải bị vậy mà trong khi mình đang làm cái này là gì hai. mà tự nhiên mình phải bị lãnh nhận nó nói chuyện với mình theo cái kiểu đó chị tức quá trời luôn chị mới nói bye bye tao không chấp nhận cái cách sống này của mày nữa thôi đi mày đi chỗ khác mày ở đi mày đừng ở nhà tao nữa hiểu không những cái nợ nần nào mà ngày xưa tao trả cho mày thì còn bao nhiêu mày tự giải quyết đi chứ chị không cho nó ở nữa thì bắt đầu nó mới dọn đồ ra đi nó đi thì chị cũng nó đi thì cũng dẹp không có bán em không bán một thời gian luôn đến khi nó đi rồi mà nó còn thiếu chị hai mươi mấy triệu thì chị cũng không bán không bán cái thời gian lúc đó chị chia tay với chồng chị hai vợ chồng lục đục lúc đó cái chị chia tay với anh đi cái chị buồn quá không biết làm gì kiểu mình suy nghĩ là mình đi ăn nhậu hoài đến mình mệt á chiều lại chị bày cái xe gọi cho chị bán thiếp chị nghĩ là bán đi lấy cái niềm vui cho mình ừ. thôi bán lại để mình mình đừng có suy nghĩ đến những cái điều đó thì hồi xưa khi bắt đầu mà bán lúc đó cũng chưa có nổi hôn đâu thì thấy vô tình thấy một cái xe cá nhân chiên của cái đứa đó nói là trong cộng đồng LGBT luôn ở trên bà rịa ở quảng trường á tự nhiên có tiktok review cho nó cái nó bán đắt quá trời chị mới ý định là chị sẽ qua vũng tàu chị mở thử coi nó có phát triển hay không thì trong một cái sự mà cản trở của chị trong cái công việc làm ăn để chị phát ra cái cái quán thái này nhiều á chồng chị với mẹ chị ừ. mà hai cái người đó là hai cái người mình coi quan trọng nhất cuộc đời của mình là mẹ mình và con mình và chồng mình mà hai người đó đã phản đối rồi ừ. thì chị rất là khó chịu hiểu không nhưng mà cái tật chị ngày xưa giờ ngộ lắm em chị mà muốn gì chị làm cho bằng được mai nói gì được chứ thì chồng chị với ảnh sợ là đi qua đó làm nó cực khổ rồi xe đi xe về không có nữa hiểu không cái ảnh xuống anh nói với mẹ chị chút nó muốn mở vậy mẹ chị thì cái tật đầu tư cái gì làm thì sợ thua lỗ mà không dám chứ sợ chị đi xe khuya về hôm ăn đi ăn hôm này đó cái không cho luôn à, mày mà đi qua bên đó mày mở quán mày bán nha tao chết cho mày vừa lòng mày mẹ chị hiểu không trời đất ơi giờ, giờ sao giờ trời cái đầu cái thổi lâu tay mẹ chị từ 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 cái đầu cái đi qua bên đó đi trước khi bán nhưng mà mình vẫn không tự tin đâu em thì cái lên trên cái kênh mà về vũng tàu đó những món ngon vũng tàu thì thấy người ta có review mấy cái quán mà đồ ăn đồ thái ngon á thì nghe cái quán nó ngon nhiều nhất thì chị mới đích thân chị đi qua bên đó chị ăn thử nhưng mà không có tự tin đi một mình thì rủ những người mà xung quanh mình những người mà thích ăn đồ thái đi theo mình qua bên đó ăn luôn thì để người ta góp ý thử coi nó như thế nào thì khi người ta qua ăn thì người ta mới nói là chúc ơi mày qua mày mở bán đi không có thua người ta đâu Ừ. tự tin đi thì nói câu đó là chị sẹt cái chị thấy mặt bằng là vô chị coi luôn chị làm liền chị hỏi mặt bằng vậy 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 luôn á rồi chồng chị ông vẫn không đồng ý ừ. Chị không đồng ý mà chị đặt cọc tay luôn thì khi mà chị quyết định chị bán cái đằng ba năm chín thì chị vẫn bán cái món gỏi trộn đâu không à ví dụ như chân gà hay là bạch tuộc mắm thái đâu chị không có cái món ăn no thì người ta lên người ta hỏi chị là có mấy đứa nói, nói chị ơi, sao mình bán đồ Thái mình không làm bạch Thái ấy, cho ừ. người ta ăn đi. Chứ bây giờ để cho người ta no no, bớt người ta vô, người ta, vô người ta ăn mấy món gỏi người ta đỡ sót. Thì chị mới nói là bạch Thái là cái gì trời, hồi xưa đi Thái mà mình đâu có ăn cái đó đâu. Ừ, nó nói là cái hủ tiếu xào á, cái chị lên Youtube chị gõ vô là bạch thái, thái. Cái chị thấy nó ra bạch Thái, cái chị là à là cái này hả, cái này hồi xưa mình thấy mà mình đâu ăn bao giờ. Thì cái một đêm đó chị mới tìm tòi, chị lên mấy cái mảng về, về cái đó chị tìm tòi. Thì qua ngày mai chị mò chị mở cái nó ra được cái vị sốt bạch thai cái chị mua được cái cái bạch thai đó chứ giờ chị làm luôn nhưng mà chị không biết xử lý làm sao cho cái cọng bạch thai đó nó mềm mà nó có cái độ dai thì chị xào sao nó cứ ngắt như củi vậy đem ra cho khách ăn mà mai con đó nó là người quen nữa cái nó nó trời chị ơi nó cứng lắm bất mãn quá mẹ nghĩ chắc dẹp không làm này đâu chắc bỏ không bán luôn cái kiểu, mà, nó kêu hơi mà uổng uổng lắm chị cái vị nó rất là ngon bây giờ chị chỉ điều chỉnh sao cho cái sợi này nó mềm lại là ngon rồi Ủa vậy hả? Cái ngày mai mình ngâm lâu hơn xíu ừ. Cái nó cũng cứng nè em Cái ngâm lại tiếp nữa Cái bắt đầu là nó mềm lại Bắt đầu làm là nó ngon Rồi bán ra tới giờ luôn ừ. Xăm xuôi rồi bắt đầu cái Vô như tình ngành. mà Nhiều người biết đến chị Và chị được viral giống như ngày hôm nay Là nhờ cái 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 em Quang không gờ em ừ. 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 Thì cái hôm đó Quang đi quay ở đâu Vũng Tàu đó Thì vô tình chị nhớ hoài luôn nha Là ngày 23 tháng 11 thì là ngày 12 tháng 10 chị mở là 23 tháng 11 Thì Quang đi tới quán chị cái trời mưa Cái Quang với Khải mới tắp vô nắp mưa ừ. Thì lúc đó chị đang đứng trộn đồ cho anh ta Chị bịt cái khẩu trang vậy nè Thì Quang mới, mới, mới cầm điện thoại quay Thì chị đâu biết nó là ai đâu Lúc đó mình đâu có có, 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 có ừ, ừ. tóc thường xuyên mà mình biết Thì cái chị đang quay quay Cái nó nó, nó, cái, nó, 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 cầm điện thoại nó quay Cái chị đang trộn trộn Cái cái tập chị hay tiếu hiểu không Quay cái gì mà quay Mặt tao đẹp thế này mà mày chả quay Mà mày quay cái gì vậy đó từ cái câu nói vậy luôn em cái nó mắc cười đi xong cái nó gọi nó kêu đồ ăn ra nó ăn thì cái thằng cháu của chị nó chạy vô úp 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 hỏi gì con ông này ông nổi tiếng lắm đó của lai mà nổi tiếng trời quan không ngờ cái nó mở cho chị coi trời trời, sao lượt view cao lúc đó hình như chị nhớ là quan một triệu bảy một triệu chín gì đó ừ. cái chị mới nói vậy hả cái chị nghe nó vậy phải không cái Để nó kêu nó, 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 kêu có mấy món rồi nó kêu trời chết rồi cái món ruột của của, của nó xong cái vậy? Thôi cái chị làm chị đãi nó thêm một mớ luôn em có nghĩa là nó kêu có mấy món chị làm cho nó một bàn luôn một mâm luôn một mâm luôn cho nó ăn đến nó quay cho mình thì cái nó quay xong kiểu mà giống như là nó cũng đồng cảm mình là người trong cộng đồng LGBT nó cũng hỏi gì thì chị cũng tâm sự thì bắt đầu nó nói chị ơi đem về em làm cho chị cái clip cái chị mà hỏi là thì không cái nó nói là thì chị muốn khi nào em đăng cái chị mới nói trời ơi thì em em làm cho chị thì em muốn cái nào đăng đăng chứ đó. chị đâu có dám đòi hỏi không thì quán của chị về chị thích lát tối em lên bài cho chị luôn cũng được. Chị mới nói thôi 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 thôi. Tại cái tật của mình đó, mình cầu toàn lắm em. Chị sợ là tại vì chị biết là hôm đó là ngày thứ bảy chị đi đám cưới. Thì chị sợ khi mà nó đăng dày thì đông hôm thứ sáu bài, thì ngày à. mai khách ta tới đông quá thì chị, đóng cửa. chị không có hỏi được ý kiến khách hàng như thế nào để người ta góp ý cho mình mình rút kinh nghiệm ra. Thì chị mới nói thôi em ơi thứ bảy chị đi đám cưới rồi. Cái nó nói, vậy chủ nhật em lên bài cho chị nha. Chị mới nói ừ. Xong cái chủ nhật nó lên em mà tới, tới, cái ngày thứ sáu tới ngày chủ nhật thôi thì, thì lúc đó vô tình là nó đang có một cái sự người ta so sánh cái vụ mà làm từ thiện nói với nổ nô á cái người ta vô người ta coi tới cái lúc mà nó lên bài cho chị nó được 3 triệu follow luôn ừ. em thấy trời thương không thì cái bài nó vừa lên cho chị thôi nó lên 5 giờ mà tới 7 giờ bàn của quán của chị không có chỗ ngồi luôn nó trời, là, trời mặt là đến từ cái clip đó không hả? từ cái clip đó xong rồi bắt đầu những bạn khác đến đến đến, đến. ủa em nghe nói là chị uh, chuẩn bị mở chi nhánh ở hà nội hả không, cái chi nhánh ở Hà Nội đó là có nghĩa là như thế này. Thì ngày xưa chị cũng làm bên ngành thẩm mỹ. Thì cái chị đó cũng là làm bên ngành thẩm mỹ. Thì hai chị em mới chơi với nhau. Thì chị đó chị làm một con người sống cũng rất là tử tế và tình tình nghĩa hiểu không? Thì chị thấy là cái ngành thẩm mỹ của mình bây giờ là nó đang bị suy thái rồi. Nghĩa là không có còn làm được như ngày xưa nữa thì chị mới nói là chị đó chị mới cũng than khổ rồi vậy đó thì chị mới nói là à, chị ơi chị đi vô đây đi em dạy cho chị làm cái món thái nè nhưng mà lúc đó là chị chưa có nghĩ Hồi đó giờ chị dạy nghề chị chưa có nghĩ là chị sẽ chuyển giao cái công thức làm nước sốt cho người ta mình chỉ dạy cho người ta chế biến món nhưng mà buộc người ta phải nhập cái nguyên liệu từ mình để người ta bán thì hầu như chắc có lẽ là những người mà làm về kinh doanh món ăn hoặc là có nhiều người mà họ họ nhượng quyền thì cũng như vậy thôi người ta đâu có chuyển luôn cái công thức mà, mà mà nước sốt hay là pha chế cho mình đâu thì chị cũng như vậy thì chị mới nói là chị ra em chị học đi thì em sẽ dạy cho chị không có lấy tiền thì ngày xưa chị dạy cho người ta chị lấy tới một trăm triệu lần ừ. chị về em chị dạy cho em chị, em dạy cho chị em không lấy tiền thì chị chỉ cần chị đưa em tiền vía bao nhiêu cũng được thì chị dạy chị mở quán chị bán thì bà nói là bà mở quán thì cho bà để su ca quán hà nội được không thì em nói ờ à, thì được thì lúc đó thì mình nghĩ là bà học về thì chỉ lấy nước sốt của mình để chị bán thì thời gian đầu tiên chị vẫn lấy Chị vẫn lấy nước sốt chị bán Thì sau tự nhiên cái hỏi chị ố quyền ơi sao lâu rồi không thấy chị lấy nước sốt Thì bà mới nói là bán hết bán này bán kia Nhưng đến khi chị nhìn vô cái dĩa đồ ăn mà ba khi bà đưa lên cho khách ăn á Là chị biết không phải sốt của chị Thì chị nói là thì chị mới nói là thôi bây giờ tao tự làm Thì chị cũng hơi buồn Có một cái chỗ là thà lúc mang đầu đi Chị ấy đừng có để su cao quán Thì chị ấy muốn làm gì đó chị đó làm nhưng mà khi mà cái nước sốt á Mà chị đó nói là chị đó nhập nhiều Thì chị nói, chị coi lại từ lúc chị đó bán Mà theo chị biết cái danh số mà chị đó bán đó nha Thì đến lúc mà chị đó không ngưng lấy nước sốt của chị nữa Thì chắc tầm bốn mươi mấy triệu thôi Khi chị đó chuyển khoản cho chị nhiều là lúc đó chị nhập mực Dùm ừ. cho chị đó từ ngoài đây chuyển ra Mà cái mực thì nó rất là nặng vốn Nhưng mà bây giờ ở giữa, giữa chỗ chị em chị biết sao giờ Bây giờ họ vẫn vẫn giữ là su cao quán Su cao quán Hà Nội Ừ và wow. vậy tại sao chị đặt là suka suka là tên con gái của chị ừ. là cái bé mà ngày xưa chị người ta bỏ nó ở trước quán cà phê thì lúc đó nó còn nhỏ lắm mới đẻ mà thì cái bà chị chơi với chị chơi thân lắm bà mới kêu trúc ơi người ta bỏ đứa con gái ở trước quán cà phê của nhật anh kìa mày đem về mày nuôi đi thì chị mới trả lời là không mặc dù chị ham con lắm nếu mà bây giờ lúc trước mà chồng chị mà mẹ chị mà cho chị nuôi con con chị năm nay lớn rồi chắc cũng ván 14 tuổi 13 14 tuổi rồi đó chị mới trả lời không vì ngày xưa giờ mẹ chị chị gái chị gia đình nhà chị với lại chồng chị không ai chấp nhận cho chị nuôi con nuôi á cái chị mới nói là không thôi mẹ chị đang có công việc rồi mẹ ôm về nhà chị dùm đi ôm vô nhà đi rồi để chiều tao về chứ bây giờ để ngoài đó sợ mấy người không tốt người ta bắt nó người ta đi bán này kia cái nọ vậy đó cái chị mới đem vô nhà bà dùm thì chị ở đó chị giữ thì chiều chị đó mới về thì chị mới để ở nhà chị đó chị nuôi mấy ngày thì tự nhiên chị đi lên đi xuống Thì chị thấy chị có cảm tình nó đi khi chị cũng muốn nuôi nhưng mà bây giờ không biết làm sao thì bị cái bờ bờ rào cản cũng là chồng chị với mẹ chị tiếp hồi đó giờ chồng chị với mẹ chị hầu như là giống như là phản đối mọi phản mấy đối y chang như là là mẹ chị là là của mẹ chồng chị thôi, chứ không phải là mẹ của chị hiểu không giống như mẹ ruột mình y chang là mẹ chồng mình vậy đó bên phe của chồng chị cái <laughs> <laughs> chết bị mà cào rãng sao ta thì bắt đầu cái chị mới dụ mẹ chị chở mẹ chị đi lên trên đó thì mẹ chị mới nhìn vô mẹ chị hỏi con ai vậy thì chị mới nói là à, người ta bỏ trước quán cà phê với chị thu đem về nhà nuôi á thì tự nhiên mẹ chị mới nói vậy nè sao mẹ không kêu cô thu đưa lại cho mẹ nuôi đi ừ. trời ơi ai dựa vậy chị nó hả giống như trúng số vậy đó em rồi đúng tủ rồi hay ăn, sao không được xong rồi bắt đầu ải, cái vui rồi cái bắt đầu vui cái bị vượt qua một cái ải rồi còn cái ải nữa thì là tới chị Chẳng gái, gái của chị Ủa, thì nhưng vậy mà anh nói nói chị gái nữa thì chị mới nói vậy nè chị mới nói là chị chặn đầu luôn chị nói là chị ơi em muốn đem về nuôi quá người ta bỏ ở nhà chị thu vậy á bà nói ờ à, thì muốn nuôi thì đem về nuôi đi cái chị mới nói giờ em không biết chăm sao tại vì đó giờ, giờ không có nuôi con bà nói thì cứ đem về đi tao ra tao nuôi cho trong tháng rồi biết à cái vui thêm tiếp bây giờ tới về nói chồng gì cái anh không chịu ừ. lý do tại sao chị anh nói là nuôi đứa con phải như nuôi con chó con mèo mà mình đem về mình nuôi lúc đó thì nói chung lúc đó kinh tế giờ chồng cũng đang bị thất bại hiểu không cho nên anh nói khi nào mà mình cảm thấy thoải mái rồi lúc đó mình hãy nuôi thì nói chung anh nói cũng có một cái lý của anh à, chứ không phải là anh không cho em nuôi nhưng mà bây giờ là chưa phải lúc cái bà này chị buồn 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 mà kiểu giống như buồn lúc đó buồn hết thôi em không có buồn lắm đâu nhưng mà mình về bệnh diễn cho mình buồn thê thảm luôn <cười> <cười> buồn mà cái kiểu mà buồn mà về diễn buồn sầu bi não ruột luôn hiểu không cái thấy ổng là ổng kêu ăn cơm là nó em ăn nó nổi là ông đi rồi bắt đầu cái đi mua đồ cái ăn ở ngoài ăn về cho nợ cơm nó cõi nguyên thôi không biết sao cái ổng thấy chị không ăn ba ngày cái ông hết hồn cái ổng mới nói thôi đi đi lên kêu anh dũng chị thu đưa về cho nuôi <laughs> mỹ nhân kế mỹ nhân <laughs> kế bắt đầu khi mà lên đó thì gặp chồng của chị thu thì ảnh nuôi ba ngày rồi anh cũng mà, mà, cũng muốn tay bên, bên chân bên bên ừ. em mà nó rất là dễ luôn cái ảnh mới không chịu ừ. chết rồi giờ sao trời xong mà đầu cái ảnh mới lúc đó là chị lên chị đó mình chị thôi ảnh mới không chịu không chịu cái chị chị thu mới nói thôi bây giờ đưa cho nó nuôi đi chứ bây giờ mình cũng có ba đứa con rồi thì hai đứa nó cũng không có đứa nào để cho nó nuôi thì anh mới nói vậy thì mày kêu chồng mày lên đây đi tao nói chuyện thì cái bắt đầu cái về cho anh lên anh lên thì bắt đầu cái anh dũng anh mới nói bây giờ á thật sự mà nói tao cũng mến tay mến chân nó nếu mà hai vợ chồng bay tao dám không bận chung ông hay dùng cái từ bay nếu mà hai vợ chồng bay mà 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 đồng lòng nuôi hết á cả thằng lực cũng đồng lòng nuôi luôn á thì tao mới đưa còn không thôi là tao sẽ không có đưa thì cái ông chồng chị ông mới nói là ông đồng ý thì ông ấy nói là nhưng mà mày hứa mày phải coi nó là như con ruột của mày thì anh cũng đồng ý luôn rồi thì mới đầu mang gì nuôi tới giờ luôn ừ. mình có cho bé biết bé là con nuôi không chị hay là có hỏi gì chị về vấn đề đó không nó không hỏi nhưng mà có nghĩa là chị hay phủ đầu nó con cái chị nói là à, tại vì suka mẹ 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 giỡn giỡn mẹ nói được tiếng đàn ông á con nên mai mốt mẹ sẽ đóng kịch mẹ sẽ đóng phim là mẹ cứ nói mẹ là con trai hay mẹ giả bộ mẹ nói mẹ là đê hay này kia kia nọ gì đó thì nó cũng biết cái từ đê nha ba nó mà mặc áo màu hồng nó nói ba nó bữa nay mà con thấy ba mặc áo này giống đê lắm á ừ ba nó kêu ai 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 dạy con nói câu đó, con đó. <laughs> tức là đến hiện tại bé vẫn chưa biết chị là chưa, chị chưa biết thị. em nhưng mà chắc cái kênh này lên chắc nó biết Đi lên kênh này lên lạch bể luôn rồi đó <laughs> chị có lo lắng là chuẩn bị gì cho điều đó không có nghĩ là chị nghĩ là thì không có cái gì mà mình có thể giấu được suốt cả cuộc đời thì khi trước sao gì lớn nó cũng biết nhưng mà hiện tại chị chưa muốn con chị đã biết vì cái cách chị dạy con không có giống như người ta mình thương con mình là chị để trong lòng chứ không phải thương mà lúc nào cũng ôm hung hít hay là nó đòi cái này cái kia mình cũng phải chiều vì hồi nhỏ chị tự lập tự sống ở ngoài đời lúc 5 tuổi 8 tuổi đó chị đi ra chị bán cái số chị bươn trải nên chị hiểu được giống như là khi mình cực khổ rồi giống như khi mà sau này chị lớn lên buông ra một mình chị chỉ đâu có làm gì mà chị đi đâu chị cũng sống được hết ừ. là cái đầu chị luôn luôn là biết cách làm việc biết cách kiếm tiền biết cách cư xử hồi đó chị đâu có đi học đâu học tới lớp 2 mà trường tư là đã nghỉ rồi và lớp 1 lên lớp 2 là nghỉ rồi là vừa biết chữ là nghỉ vừa biết chữ là nghỉ nhưng bây giờ viết chữ như con mèo viết vậy bác sĩ viết chữ còn đi thua chị nữa đó Yeah, em cũng cảm ơn chị trúc ngày hôm nay đã dành thời gian đến với giám nghĩ giám làm để chia sẻ về rất nhiều những câu chuyện vui có buồn có và những bài học cũng như năng lượng tích cực của chị đến với các bạn trẻ hay là các bạn trong đồng cộng đồng LGBT đang muốn khởi nghiệp và đang muốn có những cái dự định của mình à, cảm ơn chị rất nhiều và hy vọng sẽ sớm gặp lại chị ở một chuỗi podcast nào đó khác À, và sau hết chị cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho chị được ở đây để chia sẻ về những trải lòng gì của chị trong cuộc sống của chị đã từng okay. khó khăn hay là và bây giờ chị thành công làm sao đó thì chị mong sau cái chương trình này thì tất cả các bạn nào mà muốn khởi nghiệp hoặc là những cái bạn mà trong cộng đồng lgbt mà muốn muốn người ta nhìn nhận mình một cái điều tốt hơn thì trước mắt thì mình cứ cố gắng mình làm mình tích tỷ và mình dành dụm đi các em thì đến sau này thì các em có tiền rồi mình làm được tất cả mọi thứ rồi lúc đó mình đã tiền cái bản thân của mình nhiều hơn và một lần nữa chị có cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chị ngồi ở đây và để chị chia sẻ những cái gì chị muốn nói và cũng xin chào tất cả mọi người đã xem cái chương trình này